Đây là lần thứ hai mình được bay trực thăng. Lần thứ nhất thì mình có bay ở Las Vegas. Thì mình thấy lúc đó mình rất là sợ và cái cảm giác cũng rất là ồn. Lần này mình bay ở đây thì mình thấy rất là thích, không có cảm giác ồn và máy bay cũng rất là rộng và rất là thoáng. Và mình cũng nhìn được toàn cảnh cho dự án. Phan Thiết là một cái nơi rất là lý tưởng về cả đường bộ cũng như là đường thủy cũng như là đường bay. Và đặc biệt là ở Phan Thiết lại có cái bãi đáp của trực thăng. Thì mình nghĩ rằng những khách hàng mà bận rộn như mình thì sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng họ cũng sẽ có điều kiện để được trải nghiệm thực tế trên cái dự án mà họ có quyết định đầu tư hay không. Khi mà mình đi xem dự án ở đây thì rất là nhiều rồi. Thế đặc biệt thì mình được xem ở trên cả một cái tổng thể. Thì mình nhìn thấy là một cái dự án nó rất là hoành tráng. Đặc biệt là mình cũng biết được đây là một cái dự án kết hợp với cả nghỉ dưỡng cũng như là làm đẹp. Thì với tâm lý của một người khách hàng thì mình hiểu sẽ là một cái nơi mà rất là lý tưởng cho tất cả những người khách hàng cũng như là những người đến nghỉ dưỡng mà vẫn có thể có kết hợp được với cả chăm sóc cũng như là khám sức khỏe cũng như là làm đẹp. Mình cũng có mua một căn ở ngay trong trung tâm, thế nhưng mà mình cũng rất là thích. Tất cả những cái ngôi nhà cũng được xây rất là kỹ và tất cả những cái tiện ích mình thấy là cũng rất là xứng tầm. Và mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái dự án lớn xứng tầm ở châu Á.